Chào bác, và hôm nay lên đường tiếp tục với mẫu sản phẩm lưng tiếng Nexo X88 cho bác Văn Vạn đến từ Quảng Ninh. Và bác có chọn lựa bộ sản phẩm X88 Plus này bên em. Mẫu sản phẩm lưng tiếng này thì hiện tại bên em đang vẫn để giá tốt, đó là 1.100.000 đồng với mẫu sản phẩm lưng tiếng đời mới và mẫu mới của năm 2023 cho bác. Dòng này thì em thấy là hình thức khá đẹp mắt với các cái tông màu chủ đạo, đó là bản màu đen. Và hơn nữa thì có giải đèn nét rất nhiều ở phần phím volume cho các bác em chơi trải nghiệm, và có một cái hình thức đẹp mắt nhất trong khóa gia đình. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm cho bác Văn Vạn là mẫu sản phẩm mà bác đã lựa chọn bên cửa hàng em. Mẫu sản phẩm này thì hiện tại bên em thì còn số lượng khá là ít hàng, bởi vì cũng bán khá lâu rồi, được anh em ủng hộ khá là nhiều. Và em cũng cảm ơn tất cả bác đã quan tâm ủng hộ cửa hàng với mẫu sản phẩm ở Nexo X88. Mẫu này thì là hàng nhập khẩu loại 1 bên em. Anh em có thể chơi trải nghiệm phòng hát gia đình tốt nhất khi chúng ta sở hữu hay là sử dụng một con lân tiếng như thế này. Cái ghép nối thì khá đơn giản, các bác có thể ghép nối trực tiếp với cục đẩy, anh em có thể ghép nối vào âm ly hay là thông qua trang thiết bị khác như là ghép nối cùng với vang hoặc là lọc xì. Đấy, với mẫu lân tiếng Nexo X88 các bác, đặc biệt là anh Văn Vạn đã được nhìn thấy ở trên video ngày hôm nay với phiên bản màu đen khá đẹp mắt này. Đầy đủ các phần để các bác có thể căn chỉnh từ bát, tiếng, chiếu nhạc hay giải chép, có chuyển đổi tần số từ 50 cho đến 100 Hz để cho cái dải bass nó tiếng đánh ra lực hơn. Và hơn nữa thì nút in bass là một trong nút quan trọng. Lát nữa test thử thì em cũng ấn vào cho bác được xem rằng là khi chúng ta sử dụng thêm nâng tiếng ấy, thì nó sẽ thay đổi tiếng, chất lượng nhạc nó sẽ như thế nào. Quan trọng hơn nữa là cái dòng Nexo X88 ấy, thì nó sẽ có thêm cắt súp và âm lượng tổng chỉnh súp ở trực tiếp trên nâng tiếng như thế này. Đây là các bác có thể sử dụng cắm súp trực tiếp ở trên nâng tiếng qua các đường ca lông hoặc là đường dây hoa sen ở mặt sau đó nhé. Có cổng súp bát ao đây. Anh em có thể sử dụng đầu dây tín hiệu trắng đỏ này hoặc là đường dây ca lông. Ngoài ra thì anh em nếu như ghép đối với cục đẩy hoặc âm ly, chúng ta chỉ cần ghép qua đường output này thôi, hoặc là sử dụng đường dây hoa sen, đường ca lông. Đường tín hiệu lấy nhạc thì chúng ta luôn là phải cấp vào đường input qua đường hoa sen hoặc là đường ca lông ở đây rồi. Đấy, bây giờ thì cùng với em trải nghiệm Nexo X88 cho anh em khách hàng nhé. Mẫu này thì hiện tại bên em số lượng hàng không còn nhiều, thì em cũng tiện đây thông báo cho anh em để khi mà các đặt hàng bên em nhiều khi là sẽ bị hết hàng, cháy hàng thì anh em đỡ phải thắc mắc tại sao thì hết hàng nhanh như vậy. Mẫu này thì đợt trước bên em về số lượng hàng hơn 1.000 bộ và bán đến bây giờ cũng còn dao động trong khoảng tầm còn 20-30 bộ nữa, và em nghĩ là trong tháng này có thể là sẽ hết dòng Nexo X88 này. Em hy vọng là các bác đang xem một video này của em Tùng mà đang cần muốn mua một mẫu sản phẩm lân tiếng để hỗ trợ phòng hát gia đình tốt hơn, tiếng nhạc nó bay bổng hơn, thì đừng bỏ qua Nexo X88 đang trong tầm giá 1.100.000 các nhá. Hình thức thì các bác đã được nhìn thấy ngay ở trên video rồi, với thiết kế đèn nét ở 2 volume này, mặt màn hình thì sẽ hiển thị Nexo, đây là tên thương hiệu. Và hơn nữa khi chúng ta cấp nhạc vào ấy, thì tiếng chất lượng âm thanh nó sẽ được đẩy lên cao khá là tốt. Và tiện đây thì em cũng xin đợi em một chút để em cho các bác nghe được phần tiếng nhạc của mẫu sản phẩm Nexo X88 nhé. Các bác hãy cùng với em chiêm ngưỡng lại một lần nữa về hình thức của Nexo X88. Và ok, quay trở lại với em Tùng. Với Nexo X88 thì các bác đã được nhìn thấy mặt hình thức đây rồi, rất đẹp mắt. Khi chúng ta lấy tín hiệu nhạc ấy, thì các bác đã được nhìn thấy cái mặt đèn tín hiệu nó sẽ được nhảy lên như thế này. Đây là khi chúng ta cấp tín hiệu nhạc vào. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm chất âm của Nexo X88 Plus các bác nhá. Và các bác đã được trải nghiệm chất âm của mẫu Nexo X88 Plus rồi, tiếng nhạc nó được đẩy lên cao khá là rõ ràng đúng không ạ? Khi ấn vào nút in my bass ở đây, các bác và em vui lòng khi chúng ta sử dụng, chúng ta nhớ là một nút rất quan trọng, đó là in my bass, để thông qua lân tiếng được đẩy lên cao từ giải bass, tiếng đánh ra lực này, giải tiếng thì nó rõ lời rõ nét hơn này, còn giải chép thì nó sáng hơn so với việc chúng ta sử dụng âm đi thông thường để nghe nhạc. Và mẫu sản phẩm này thì sẽ có chế độ bảo hành bên Tùng Audio Hải Dương lên tới 1 năm. Anh em nhận hàng các bác được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau với mẫu sản phẩm lông tiếng Nexo X88, được rất nhiều anh em thích chơi trong khóa gia đình các bác nhá. Hy vọng là các bác và em đang xem được video này của em mà cần mua lông tiếng Nexo X88 gọi điện trực tiếp qua số thoại bên em để được hưởng mức giá ưu đãi nhất là 1.100.000 đồng. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.